Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, một đám cháy lớn đã bùng phát tại căn cứ quân sự Mỹ ở thành phố Busan của Hàn Quốc trong tối ngày 24 tháng 10. Theo truyền thông Hàn Quốc, nguyên nhân dẫn tới vụ cháy tại căn cứ Hải quân Busan nằm cách thủ đô Seoul 320 km hiện vẫn chưa thể xác định. Đám cháy xuất hiện vào lúc 18 giờ 30 phút theo giờ địa phương, đã bao trùm một nhà kho có diện tích lớn. Hiện chưa có báo cáo thương vong sau vụ việc. Hãng tin Yonhap cho hay, nhà kho này đang trong giai đoạn cải tạo và trống rỗng, cũng như không có người ở khi đám cháy bùng phát. Theo tờ Newsweek, một đoạn video được ghi lại cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ bên trong căn cứ. Chính quyền thành phố Busan đã gửi tin nhắn bằng văn bản đến các quận Donggu, Junggu, Seogu, Yeongdo-gu và Namgu với nội dung: một vụ cháy đã xảy ra tại kho tiếp tế số 5 ở Donggu, tạo ra lượng lớn khói và bụi. Do đó, cư dân nên chú ý tới cửa sổ và an toàn. Sở cứu hỏa Busan đã nỗ lực ngăn chặn đám cháy lan sang các nhà kho liền kề bằng cách triển khai 51 đơn vị thiết bị cùng 163 nhân viên chữa cháy. Kho tiếp tế số 55 là cơ sở quân sự của Mỹ, được sử dụng để lưu trữ thiết bị do các lực lượng của Mỹ đưa vào qua cảng Busan. Đây còn là địa điểm hợp tác quan trọng giữa Hải quân Mỹ và Hàn Quốc. Cơ sở này có thể chứa tới 30 tàu, bao gồm tàu tấn công đổ bộ lớp Đốc Đô của Hải quân Hàn Quốc và tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ. Triều Tiên đang xây dựng các công trình trên một tuyến đường liên triều ở phía đông, nơi Bình Nhưỡng đã cho nổ vào tuần trước. Đây là thông tin được hãng tin Yonhap công bố vào ngày 24 tháng 10. Hồi tuần trước, Triều Tiên đã cho nổ tung nhiều đoạn đường trên tuyến Đông Hê ở phía đông và tuyến Gyeonggui ở phía tây. Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ cắt đứt mọi tuyến đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc và xây dựng các công trình phòng thủ ở biên giới. Nguồn tin quân sự chia sẻ với Yonhap rằng, kể từ sau các vụ nổ, thiết bị giám sát biên giới của Hàn Quốc đã phát hiện Triều Tiên đang san phẳng mặt đất trên hai con đường bị ngắt kết nối, cũng như gần đây cho lắp đặt các công trình trên đường Đông Hề. Những công trình này được cho là có thể đóng vai trò làm khung cho các rào chắn biên giới bằng bê tông. Nguồn tin nói thêm, quân đội Hàn Quốc vẫn chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên đang xây dựng các công trình tương tự trên tuyến Gyeonggui. Việc chính quyền Bình Nhưỡng cho nổ đường trên tuyến Đông Hề và Gyeonggui đánh dấu sự phá hủy hoàn toàn các tuyến đường bộ liên triều, từng được coi là biểu tượng cho sự hòa giải và hợp tác giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Hôm 17 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, Quốc hội nước này đã hoàn thành việc sửa đổi hiến pháp, qua đó xác định rõ ràng Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Bình Nhưỡng coi việc cho nổ một số tuyến đường bộ nối liền bán đảo Triều Tiên là hành động phù hợp với hiến pháp, thể hiện nỗ lực tách biệt hoàn toàn lãnh thổ với Hàn Quốc. Thưa quý vị, Không quân Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn mang tên Lá cờ tự do hôm 21 tháng 10, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, cuộc tập trận kéo dài 12 ngày, diễn ra tại nhiều căn cứ không quân khác nhau ở Hàn Quốc, huy động khoảng 110 máy bay, bao gồm tiêm kích tàng hình F-35A và F-15K của Hàn Quốc, F-35B và F-16 cùng máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ. Không quân Hoàng gia Australia cũng tham gia với máy bay tiếp nhiên liệu đa năng KC-30A. Theo Không quân Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên cuộc tập trận có sự phối hợp giữa máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái, nhằm mô phỏng tình huống chiến đấu trên thực tế dựa trên các cuộc xung đột gần đây như cuộc chiến ở Ukraine. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau việc Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đưa quân đến Nga tham chiến ở Ukraine, trong khi Triều Tiên gọi đồn đoán là vô căn cứ. Hàn Quốc thậm chí cảnh báo sẽ xem xét việc viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine, đồng thời đưa lực lượng đến quốc gia Đông Âu này để giám sát động thái của Triều Tiên. Về việc này, ngày 24 tháng 10, Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Gyorgy Chinovchev khẳng định việc Seoul cung cấp vũ khí tấn công và phòng thủ cho Kiev sẽ không thể thay đổi kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng chúng sẽ thay đổi bản chất mối quan hệ giữa Moscow và Seoul, đồng thời phá hủy triển vọng khôi phục mối quan hệ này. Cho đến nay, Hàn Quốc đã cung cấp hỗ trợ tài chính và nhân đạo cho Ukraine, nhưng không cung cấp vũ khí sát thương. Nhà ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng, ông không có thông tin chính thức về việc triển khai quân đội Triều Tiên đến Nga. Theo đại sứ Chinovchev,
Chiến dịch cuồng loạn của Ukraine xung quanh thông tin như vậy xuất phát từ tình hình tuyệt vọng của nước này và nhằm mục đích thúc đẩy các đối tác phương Tây tăng cường viện trợ. Ngày 23 tháng 10, Mỹ lần đầu tuyên bố nước này có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã đưa 3.000 binh sĩ tới Nga, một động thái có thể dẫn tới sự gia tăng đáng kể trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm. Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng sẽ rất nghiêm trọng nếu Triều Tiên chuẩn bị chiến đấu cùng Nga ở Ukraine, như điều Ukraine đã cáo buộc. Nhưng ông cho biết vẫn phải chờ xem họ sẽ làm gì ở đó. Ông Austin nói với các phóng viên, có bằng chứng cho thấy quân đội Triều Tiên đang hiện diện ở Nga. Cũng trong ngày 23 tháng 10, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ tin rằng ít nhất 3.000 binh sĩ Triều Tiên đang được huấn luyện tại 3 căn cứ quân sự ở miền đông nước Nga. Theo ông Kirby, từ đầu đến giữa tháng 10 năm 2024, các binh sĩ này đã di chuyển bằng tàu từ khu vực Kursan của Triều Tiên đến thành phố Vladivostok ở miền đông nước Nga trước khi được đưa đến 3 địa điểm huấn luyện quân sự ở miền đông nước Nga. Ông Kirby nhấn mạnh nếu họ triển khai để chiến đấu chống lại Ukraine, họ sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Quân đội Ukraine sẽ tự vệ trước các binh sĩ Triều Tiên giống như cách họ tự vệ trước những binh sĩ Nga. Trong khi đó, các nhà lập pháp Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo nước này cho biết Triều Tiên cam kết sẽ cung cấp tổng cộng khoảng 10.000 binh sĩ cho Nga và dự kiến sẽ hoàn tất việc triển khai vào tháng 12 năm 2024. Ông Park Sun-won, một thành viên của Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc nói rằng trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024, chúng tôi đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang huấn luyện cho các binh sĩ này. Mỹ đánh giá việc Triều Tiên đưa binh sĩ tới Nga có thể là bằng chứng cho thấy quân đội Nga đang gặp vấn đề về nhân lực. Theo báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ năm 2021, Triều Tiên là một trong nước quân sự hóa nhất thế giới, có một trong những lực lượng quân sự thông thường nhất thế giới. Triều Tiên ước tính có 1,28 triệu binh sĩ tại ngũ và khoảng 600.000 quân dự bị, luôn thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Sức mạnh của quân đội Triều Tiên được phô diễn trong các cuộc duyệt binh hoành tráng của nước này. Mới đây, truyền thông nhà nước Triều Tiên thông tin khoảng 1,4 triệu thanh niên đã nộp đơn xin gia nhập hoặc tái gia nhập quân đội. Thông tin được công bố vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang lên cao. Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt liên triều vào ngày 15 tháng 10. Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul triển khai máy bay không người lái trên lãnh thổ nước này để thả truyền đơn. Hàn Quốc, một trong những đồng minh chủ chốt của Mỹ trong khu vực, đã nhiều lần cáo buộc nước láng giềng phía Bắc gửi khinh khí cầu chứa đầy rác qua biên giới. Seoul không xác nhận cũng không phủ nhận cáo buộc về máy bay không người lái. Tuy nhiên, họ cảnh báo Triều Tiên rằng nước này sẽ chứng kiến sự kết thúc của chế độ trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào miền Nam. Ngày 23 tháng 10, thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng một số quan chức cấp cao khác đã thị sát các căn cứ tên lửa chiến lược. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã kiểm tra các cơ sở phóng mô tả tên lửa là nền tảng cho khả năng răn đe của Bình Nhưỡng. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cấp hệ thống. Ông Kim Jong-un tuyên bố được KCNA dẫn lời. Các phương tiện hạt nhân chiến lược của Mỹ gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với môi trường an ninh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và khiến Triều Tiên phải tăng cường khả năng răn đe. Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định lực lượng tên lửa của Bình Nhưỡng có thể gây ra đòn đáp trả chiến lược vào đối phương bất cứ khi nào. Sau đây là những hình ảnh hiếm thấy về quân đội đông đảo của Triều Tiên qua các năm. Các binh sĩ tham gia cuộc diễn tập trong quá trình huấn luyện các đơn vị chiến đấu trên không và đổ bộ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tháng 3 năm 2024. Quân đội Triều Tiên tham gia lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền tháng 10 năm 2015. Quân đội Nhân dân Triều Tiên tiến hành một cuộc tập trận pháo binh ở Triều Tiên tháng 3 năm 2024. Các binh sĩ tham gia một cuộc diễn tập trong quá trình huấn luyện các đơn vị chiến đấu trên không và đổ bộ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tháng 3 năm 2024. Cuộc diễn tập quân sự với sự tham gia của các đơn vị xe tăng ở Triều Tiên tháng 3 năm 2024. Những người lính tham gia trình huấn luyện các đơn vị chiến đấu không quân và đổ bộ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Một tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Song 17 tham gia cuộc diễu hành quân sự vào ban đêm, đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại Bình Nhưỡng tháng 4 năm 2022. Cuộc diễn tập tại một địa điểm không được tiết lộ ở Bắc Triều Tiên tháng 3 năm 2023.
cuộc tập trận đổ bộ và chống đổ bộ tại một địa điểm không xác định ở Triều Tiên tháng 3 năm 2016. Các binh sĩ tham gia một cuộc diễn tập trong quá trình huấn luyện các đơn vị chiến đấu và đổ bộ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tháng 3 năm 2024. Một cuộc diễn tập quân sự của các đơn vị xe tăng ở Triều Tiên tháng 3 năm 2024. Binh lính Triều Tiên của một phi đoàn tham dự cuộc tập trận tháng 7 năm 2012. Một cuộc tập trận quân sự đánh dấu kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên tháng 4 năm 2017. Những người lính Triều Tiên tham gia khóa huấn luyện quân sự tại một địa điểm không được tiết lộ tháng 3 năm 2013. Quân đội tham gia một cuộc diễu hành quân sự để đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Quân đội Nhân dân Triều Tiên tiến hành một cuộc diễu tập pháo binh tháng 3 năm 2014. Quân đội Nhân dân Triều Tiên tiến hành một cuộc tập trận bắn pháo ở Triều Tiên tháng 3 năm 2024. Một cuộc tập trận quân sự đánh dấu kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên tháng 4 năm 2017.